Năm 2020, chúng ta chứng kiến rất nhiều sự phát triển của khoa học hiện đại. Thế nhưng, những giọt nước mắt dành cho đồng loại vẫn không có một cỗ máy nào có thể thay thế được. Đó là lương tri, là lương tâm, con người. Rồi trên báo lại đưa tin buồn, nỗi đau đến từ một ngôi trường. Một em bé chết dưới cây phượng, nhiều em nữa cũng đã bị thương. Làm sao có thể sẻ chia cùng nỗi đau đó với người thân em? Hồn nhiên ơi bỗng dưng tắt lịm, trẻ thơ ơi sao chưa bình yên? Em chưa biết thế gian là vô thường, nhưng đã ra đi dưới thân cây phượng. Phượng chưa thắm tô hồng tuổi thơ em, mà đã thắm máu đào tuổi thân tiên. Tôi đã khát tuổi thơ quê hương này, nước mắt đó vẫn rơi vô hạn kỳ, vì những nỗi oan khiên vẫn còn đấy. Ôi thế kỷ phượng gãy, sao có thể sẻ chia cùng nỗi đau đó với người thân em? Hồn nhiên ơi bỗng dưng tắt lịm, trẻ thơ ơi sao chưa bình yên? Em chưa biết thế gian là vô thường, ra đi dưới thân cây phượng. Phượng chưa thắm tô hồng tuổi thơ em, mà đã thắm máu đào tuổi thân tiên. Tôi đã khát tuổi thơ quê hương này, nước mắt đó vẫn rơi vô hạn kỳ, oan khiên vẫn còn đấy. Ôi thế kỷ phượng gãy, người có hay? Em chưa biết thế gian là vô thường, nhưng đã ra đi dưới thân cây phượng. Phượng chưa thắm tô hồng tuổi thơ em, thân tiên. Tôi đã khát tuổi thơ quê hương này, nước mắt đó vẫn rơi vô hạn kỳ, vì những nỗi oan khiên vẫn còn đấy. Ôi thế kỷ